Rốt cuộc cả chuỗi ma thần đao bị vua Hạo hoàn toàn rút ra. Thân thể của hắn lúc này khẽ hoảng động, nắm trong tay cấp 9 hồn đạo khí ma thần đao. Ma thần đao đặc tính chỉ có một, chính là phòng duệ. Liêu Mộng Khải lúc này chiến đấu cực kỳ theo đuổi cực hạn, vũ khí của hắn giống như là như vậy, tuyệt đối phòng duệ. Cho dù là băng cực chiến thần giáp cũng đỡ không nổi phòng duệ. Ở đao phách thúc sùng này mới vừa rồi trong nháy mắt đó, ma thần đao bắn ra lực lượng công kích, cũng có thể dụng thần khí để hình dung. Nếu như không phải là vua Hạo phát hiện ra không đúng, chẳng qua là làm cho nó công kích bị đấm thủng đúng là trái tim. Ngươi làm như thế nào vậy? Liễu Mộng Khải lúc này ngơ ngác nhìn vua Hạo. Vua Hạo cầm ngược lại ma thần đao, dùng mặt bên này bàn tay giơ lên hai má của mình, lộ ra có một chút tái nhợt, nhưng mặt bình tĩnh trầm ổn như trước. Ta lưu người đến bây giờ chỉ là muốn để người thấy được công kích của người đối với ta không dùng, cũng không có bất kỳ khả năng giết chết được ta. Hiện tại người có thể đi rồi đó. Hạ thủ lưu tình sao? Ở nơi xa xa quốc tử hét lớn một tiếng. Đáng tiếc rằng đây là chiến trường. Oanh một tiếng lổ vang kịch liệt. Thân thể của Liễu Mộng Khải bị tạc phá ra thành mảnh nhỏ. Cho đến trước khi mà chết trong nháy mắt này của hắn còn tràn đầy vẻ không dám tin. Vì một kích cuối cùng này hắn thiêu đốt khí huyết của mình, thậm chí không để cho ý bản thân phòng ngự, đem sở hữu hồn lực quán chú. Hơn nữa xung hồn đạo khí che giấu tia sáng hồn hoàn mới phát ra một kích chí mạng, nhưng tại sao địch nhân không chết đấy? Được ăn cả ngã về không, tự ý nghĩ rằng buông tha cho phòng ngự, trên thực tế rằng thần lộ đào thúc dục lòng vù tập vũ đao pháp, hắn sở hữu năng lực bị động phòng ngự tất cả cũng là bị xé nát. Cực chế chi băng nhập vào trong cơ thể, rơi xuống mặt đất. Liên Mộng Khải lúc này bị trọng thương, trong cơ thể kinh mạch đại đa số là đông lại. Sự tình huống như vậy, băng bạo thật chính là một kích chí mạng cuối cùng. Chậm rãi xoay người, đối mặt với Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân, Vũ Hào sùng nằm thước lớn lên ma thần đào trụ trên mặt đất, chống đỡ thân thể của mình. Đột nhiên thì hắn kêu xin một tiếng, hai cô máu tươi cơ hồ là đồng thời từ vách trái quán trước sau bắn nhanh ra. Máu tươi này bắn nhanh trên không trung, thế nhưng mà tạo thành một thành chiến đao, hơn nữa còn điên cuồng nhào về phía của vua Hạo. Một tầng kim quang từ chỗ trán của vua Hạo lúc này tóe phát ra, đem huyết sắc đao hồn này bao phủ trong đó, không một tiếng động lổ tung, trừ khử ra vô hình. Máu tươi ngừng lại, chẳng qua là băng cực chiến thần giáp để lại một chút dấu vết màu đen, mà vua Hạo lúc này nhờ cố đứng ở nơi đó, giống như là không có xảy ra chuyện gì. Người tiếp theo, máu tươi cũng không thể để cho hắn lộ ra vẻ suy yếu, ngược lại nhìn qua càng tăng thêm vài phần dữ tợn, có vẻ mặt tái nhợt lạnh lùng này, giống như là một loại ma thần phủ xuống. 6, đây là thứ 6, 6 chiến 3 chết, 2 đả thương, 1 bị bắt. Bằng thực lực tuyệt đối cường thế, Vũ Hạo đã chiến thắng liên tiếp 6 tráng. Nếu như lúc trước, Thánh Linh Giáo thất bại vẫn không thể nào chân chính xúc động tới quốc tử. Như vậy, vị đoàn trưởng khủng trào hồn đạo sư đoàn này Liên Mộng Khải tử trận, để cho lòng của nàng thường đợt quặn đau. Đây cũng là cấp 9 hồn đạo sư, hơn nữa còn là đoàn trưởng hồn đạo sư đoàn. Nhân tài như vậy mấy chục năm mới có thể lùi dưỡng được một vị, tuyệt đối ngàn dặm mới tìm được một. Từng cái cũng là tài nguyên của Nhật Nguyệt Đế Quốc quý giá nhất. Quốc tử hiện tại đã có một chút ít hiểu được vua Hạo nói lên một chiến với 10 mục đích là cái gì. Mục đích của hắn không chỉ là muốn bức bách bản thân lùi binh, đồng thời cũng là mà luyện thực lực của bản thân, đồng thời tới tước nhược lại thực lực của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Thánh Linh Giáo không phải là quốc tử có thể trưởng khống, nhưng giống như trước cũng là thuộc về thực lực của Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này. Vua Hạo công kích trước mặt, Thánh Linh Giáo tổn thất thảm trọng, kế tiếp bị hao tổn nhất là đúng là hồn đạo sư. Cấp 9 hồn đạo sư, Nhật Nguyệt Đế Quốc mặc dù có một chút, nhưng là có cực hạn, không thêm mấy năm gần đây tần tấn, cũng không cao hơn 20 vị. Có thể trước sau bị vua Hạo lúc này giết chết, đã không chỉ là một vị. Quốc tử đau lòng có một nguyên nhân khác, tự nhiên chính là đầu vai của vua Hạo có vết thương. Lúc này đây vua Hạo hơi thở có một chút sồn sập, thương thế của hắn quả thật không nhẹ. Liên Mộng Khải một đao là lúc trước hắn không có cách nào dự phán, cường thế như thế nào được ăn cả ngã về không, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Liên Mộng Khải công kích chính là cực hạn phóng xoé, đầy đủ mọi thứ cũng là hướng ra cái hướng kia phát triển. Cực hạn phóng xoé hồn đạo khí ở đào hồn, đào phách tăng phúc đạt đến trình độ cực kỳ là kinh khủng. Vũ Hạo tinh thần dò xét cảm nhận được là hắn biết rằng bản thân không thể nào hoàn toàn ngăn cản được một đao kia. Hắn ở trong nánh mắt này dùng cực chế chi bằng khóa cứng bản thân và trái kinh mạch này chặn lại một đao kia. Băng cực chiến thần giáp vẫn là làm ra tác dụng phòng ngự. Đao phách bị loại bỏ có một ít nhất 5 thanh. Đao phách nhập vào cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đúng như Liễu Mộng Khải dự liệu, muốn đem trong cơ thể của Vũ Hạo hết thảy cắn nát.
May là vua Hạo có âm dương bổ sung song hồn hạch. Ở âm dương bổ sung song hồn hạch này dễ chiếu, thân thể của vua Hạo cường độ thậm chí có thể cùng với ban đầu kiểm nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên so sánh. Lực lượng phong xoáy cũng không thể nào trước tiên xé nát thân thể của hắn. Sự tình huống như vậy, hắn hoàn toàn hồn lực đã làm mang lại trạng thái tác dụng thật lớn. Toàn qua hồn lực khóa đào hồn này, sau đó thông qua không ngừng xoay tròn, áp bách đem đào hồn này bức bách ở vị trí nhất định, không để cho nó xâm nhập vào bản thể khí quan trọng yếu. Vua Hạo sở dĩ trước mắt về mặt đất này, chính là khi đó đúng là có một chút khống chế không được bản thân. Đến cuối cùng hắn rốt cuộc thông qua hồn lực đem đào phách này bức ra bên ngoài cơ thể. Cả quá trình trên thực tế mạo hiểm vạn phần. Nếu là hắn không hoàn thành lúc trước tu luyện âm dương bổ sung song hồn hạch, đây chính là trọng thương chí mạng, hắn trực tiếp sẽ phải là vẫn lạc. Nhưng ông thất mã làm sao biết được không phải là phúc. Chịu trọng thương này đồng thời cũng làm cho vua Hạo ở gần một bước cảm thụ được tác dụng bản thân âm dương bổ sung song hồn hạch, cùng với khống chế đủ loại diệu dụng. Long Vu tập vũ đạo pháp này tiêu hao thân thể trọng thương, số quân để cho vua Hạo có một chút chống đỡ hết nổi. Trong cơ thể hồn lực này còn thừa lại chưa tới hai thành, thân thể cơ bản nắng cũng mới nhận được chưa bị thương không nhẹ. Nhưng hắn tự lạnh đứng ở nơi đó thật là lâu. Các cường giả Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này chính là bị trấn trụ. Vua Hạo liều mạng thúc giục âm dương bổ sung song hồn hạch của mình, toàn lực ứng phó khôi phục lại hồn lực. Hắn dĩ nhiên còn muốn tiếp tục khiêu chiến, hắn còn có cường đại tinh thần lực lượng nữa. Trầm thấp chú ngữ, tiếng ngâm sướng trong miệng của vua Hạo vang lên. Giữa tác dụng của mô phỏng hồn ký cùng với tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, không ai có thể nghe được hắn cũng là phát giác hắn làm như vậy. Quốc tử lúc này thở sâu, nàng đã hoàn toàn không cách nào làm chủ chính mình xoáy vị rồi. Vua Hạo cường thế ép chèn nàng, có loại cảm giác không thở nổi. Làm sao bây giờ, kế tiếp phải làm sao cho phải đây? Gần đây cơ trí của nàng ở trong nội tâm đúng là một mảng mờ mịt. Nàng không muốn nhìn Vũ Hạo chết, nhưng nếu như trước mặt này trận này hoàn toàn không công bình, đại quân cuối cùng là nhảy lên trên thất bại mà kết thúc, đối với khắp cả Nhật Nguyệt Đế Quốc là đả kích chính là xưa nay chưa từng có đấy. Nàng trước khi làm hết thảy cố gắng, thậm chí là cũng có thể trồ theo nước chảy. Ta tới, trầm giọng lúc này khẽ quát một tiếng trước khi mà vẫn như trước đứng bên người của quốc tử. Tô lão lúc này đã dẫm trận tại chỗ đi ra bên ngoài. Quốc tử há to miệng muốn gọi hắn nhưng mà cuối cùng vẫn không để cho lối ra. Ở phía sau chính là cô ta thì càng thêm không thể nào dao động quân tâm rồi. Tô lão chậm rãi đi về phía hướng trong sân. Hắn vừa đi trên người tiến hành từng kiện hồn đạo khí lặng yên xuất hiện. Trong tiếng thanh túy kim loại ầm vang bao trùm lấy ra một chỗ thân thể của hắn, cuối cùng hình thành một kiện hoàn toàn thiếp thân hình người hồn đạo khí. Vũ Hạo lúc này nhìn hắn, đồng tử thoáng co rút trở lại. Từ ngày hôm nay một trận chiến này đến xem, Nhật Nguyên Đế Quốc đúng là đã nắm giữ hình người hồn đạo khí hạch tâm khoa học kỹ thuật. Hơn nữa bọn hắn cũng là đã có được phương pháp sử dụng nhất định. Hiên Tử Vân nghiên cứu chứng minh, muốn là khống chế hình người hồn đạo khí này cùng với bản thân hòa hợp, dung hợp, cái kia cần tinh thần lực lượng cường đại mới có thể làm đến khống chế tinh thần. Mà tinh thần lực lượng tầng thứ cần là cấp độ phong hào đấu la. Càng là người mạnh mẽ hình hồn đạo khí, tinh thần lực lượng càng cường đại tiến hành khống chế, như vậy mới có thể dễ giải khiến. Kiểu cấp hồn đạo xưa có được hình người hồn đạo khí của mình, Vũ Hạo cũng không cảm thấy kỳ quái. So với hắn so sánh kỳ quái là vì cái gì Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn này cũng có thể dùng, nhất định là sử dụng phương pháp gì đặc thù mới đúng. Người rất là mạnh, bằng chứng ấy tuổi đó có được thành tựu như vậy, không thể không nói người là hồn sư thiên phú lớn nhất ta thấy. Nhưng tiếc rằng chúng ta đều vì mình, sự cường đại của người đang ý nghĩa rằng người đối với chúng ta Nhật Nguyệt Đế Quốc uy hiếp. Lão phu sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt người. Tô lão lúc này trầm giọng nói ra. Vũ Hạo bình tĩnh nhìn hắn nói, đến đây đi. Lóe lên đen kìm đại môn đột nhiên không hề có một điểm báo trước hiện ra sau lưng của hắn. Ngay sau đó một tiếng rít gào trầm trầm, thân thể khổng lồ cũng đệ theo trong lửa cờ lớn đen nhánh chui ra. Đúng là cương thi của băng hùng vương Tiểu Bạch. Chiến đấu đã đến trận thứ 7 này, Vũ Hạo rốt cuộc nhịn không được mời ra viện quân. Vũ Hạo phóng người lên, chỉ là một cái thoáng chân đã đến đầu vai của Nhị Bạch rồi, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, cả người dính chặt như vậy. Nhị Bạch lúc này ngửa mặt lên trên trời rít lên một tiếng, lập tức sải bước hướng ra phía Tổ lão đi ra. Khóe miệng Tổ lão toát ra một tia khinh thường, hắn cũng không phải là cận chiến hồn đạo sư, mà là am hiểu nhất công kích từ xa đấy. Nhị Bạch tuy là thân hình cường đại, hơn nữa khí tức cực kỳ cường thịnh, nhưng trong mắt của hắn đầy bất quá là bìa ngắm cồng kềnh mà thôi. Ở trên bờ vai hình người hồn đạo khí, riêng phần mình xuất hiện ra một cái hình mũi khoan màu đỏ này. Thể tích nhìn về phía trên không có một chút nào lớn hơn, hai đạo hồng sắc xạo tuyến này lập tức hướng về phía Nhị Bạch bắn ra. Đã đến kiểu cấp hồn đạo sư tầng thứ này, hồn đạo khí uy lực cũng không phải là lấy lớn nhỏ để lận đấy.
Hình thể của nhị bạch khổng lồ, cho dù là không nhắm trúng cũng rất dễ dàng trúng mục tiêu. Nhưng khiến cho người khác kinh ngạc một màn xuất hiện, mắt thấy hai đạo xạ tuyến sắp rơi xuống người của nó, nhị bạch lúc này đang chạy nhiều điên đột nhiên ngồi nghiêng thân, động tác lúc này cực kỳ linh mẫn. Thậm chí còn làm ra một động tác xoắn mũi chân, rõ ràng cứ như vậy theo bên cạnh tránh ra hai đạo xạ tuyến công kích. Sao cơ? Trong mắt của Tổ lão lộ ra một vẻ kinh ngạc, công kích của hắn là tập trung sau đó mới phát ra, cái này là thế nào chạy trốn đây? Tinh thần quấy nhỡ lĩnh vực, tinh thần dò xét cộng hưởng, cái này là đáp án. Vũ Hạo lúc này cho ra đáp án, giống là Tổ lão chần chờ. Lập tức thì nhị bạch lúc này đã đến phụ cận, một đôi lắm đấm to lớn lúc này thẳng đến Tổ lão đập xuống. Khi thế lừng lẫy, lắm đấm chưa tới đại địa đều là đã bắt đầu hướng ra phía dưới sụp đổ. Sửa chân hai đạo lưu quang xì ra, thân hình của Tổ lão lập tức lùi nhanh, ý đồ tránh đi một kích này. Nhị bạch lúc này gầm nhẹ một tiếng, miệng rộng mở ra, một cỗ hơi thở màu trắng cuồng bắn ra, thẳng đến chỗ Tổ lão mang tất cả mà đi. Tổ lão hình người hồn não khí, chỗ ngực thạc ra đã hình tròn, tinh thể bỗng nhiên phun ra một đại cường quang. Cột sáng lập tức lao ra trừ qua hơi thở, hung hăng rơi vào trên người của nhị bạch. Cho dù là tinh thần dò xét cộng hưởng phụ trợ, thân thể của nhị bạch cũng quá mức khổng lồ. Hắn dùng chính là lồng ngực của mình, kiên cố đã là nhận lấy một kích này. Trên người của Tổ lão hình người hồn não khí cho hắn cung cấp siêu cường tốc độ, phát ra công kích đồng thời, cũng bận nhờ sức giật lập tức lào viễn đôn, tránh ra được một hơi thở. Hơn nữa, lần này cũng là kéo dài khoảng cách. Nhưng khiến cho hắn kiếp sợ chính là chính mình một pháo nhị bạch lúc này cũng chỉ là thân thể cố cố hướng tự hướng phía hắn lao đến. Điều này sao có thể? Đây chính là bắt cấp hồn đạo khí dùng kiếm pháo. Cho dù là kiểu cấp hồn đạo sư, trên người tất cả hồn đạo khí cũng không thể nào để là kiểu cấp đấy. Một cái là bởi vì kiểu cấp hồn đạo khí chế tác khó khăn.